Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Dispatch, Khui Liên Binh Hồ hẹn hò, fan chưa kịp mừng đã vội quay xe. Mới đây, Dispatch bất ngờ tung bằng chứng Lee Min Ho hẹn hò mỹ nhân Yeonu của thành viên Momoland đã 5 tháng nhưng phản ứng của đàn trai mới chính là điều đáng chú ý nhất. Thời gian gần đây, những thông tin Lee Min Ho hẹn hò với mỹ nhân xứ củ sâm khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng và mong chờ phản hồi từ Mỹ Nam. Không để công chúng chờ đợi lâu, phía Lee Min Ho đã lên tiếng về loạt tin đồn ngay sau khi bị Dispatch khui. Hãy cùng tìm hiểu xem nam diễn viên sinh năm 1987 đã có động thái ra sao. Vào sáng ngày 30 tháng 8, Lee Min Ho đã bị Dispatch nhắc tên trong một bài đăng đang hẹn hò cùng Yeonu, cựu thành viên nhóm Momoland. Theo Dispatch, cặp đôi đã duy trì mối quan hệ là người yêu của năm được khoảng 5 tháng và có không ít kỷ niệm bên nhau. Đặc biệt, Lee Min Ho và Yeonu đã tổ chức sinh nhật cho nữ idol vào ngày 1 tháng 8 vừa qua. Họ cũng thường xuyên hẹn hò tại nhà chứ không bị bắt gặp bên ngoài nhiều bởi khoảng cách giữa hai người không quá xa. Lee Min Ho còn hay đón bạn gái mình bằng xe riêng và bị bắt gặp đi xem phim vào giờ khuya. Được biết, Lee Min Ho và bạn gái tin đồn có không ít đặc điểm tính cách, sở thích chung nên càng hiểu nhau, hợp nhau hơn. Họ cùng có niềm đam mê phim ảnh và game nên đây chính là cơ sở quan trọng của mối tình. Dispatch tung ảnh chụp Lee Min Ho và Yeonu cho rằng họ đang hẹn hò. Để chứng minh mối quan hệ trên tình bạn của Lee Min Ho và bạn gái tin đồn Yeonu, đăng này cập nhật không ít hình ảnh làm bằng chứng. Hình ảnh được Dispatch đăng tải nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay sau khi tin tức lan truyền, các trang mạng đã bùng nổ nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng gửi lời chúc phúc tới anh chồng quốc dân nay đã là hoa có chủ. Những người khác lại tiếc nuối vì Lee Min Ho đã rời khỏi độc thân để tìm tới hạnh phúc của riêng mình. Gu của Lee Min Ho lúc nào cũng là chị nào đấy thật xinh. Chúc mừng anh nha. Mới sáng em nhận được thông tin như sét đánh ngang tai. Yeonu xinh lắm, kiểu cao ráo dịu dàng hút mắt người. Lee Min Ho có hẹn hò với ai thì cũng là quyền của anh thôi. Anh yêu chứ đâu phải mấy bạn yêu mà cứ bảo không hợp này nọ. Cư dân mạng liên tục để lại bình luận khác nhau khi tin đồn Lee Min Ho hẹn hò Yeonu nổ ra. Cũng trong sáng nay, cư dân mạng sốc nặng khi đại diện Lee Min Ho lên tiếng phủ nhận tin đồn cực nhanh chóng. Ngay sau khi bị Dispatch khui, phía nam diễn viên cũng đã khẳng định anh và Yeonu chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè chứ không phải yêu đương. Thông tin này khiến công chúng không khỏi bất ngờ, nhanh chóng quay xe và dập tắt hy vọng. Theo đó, phía Lee Min Ho phủ nhận hoàn toàn thông tin này. Báo chí nói không đúng sự thật, họ chỉ là tiền bối hậu bối, buổi đi chơi có cả những người bạn khác. Tuy người trong cuộc đã phủ nhận tin đồn Lee Min Ho và Yeonu hẹn hò, nhưng đây vẫn là hai cái tên được chú ý nhất thời điểm hiện tại. Trong khi Lee Min Ho được biết đến là nam thần trong lòng hàng triệu fan hàng Việt, Yeonu cũng được đánh giá cao về nhan sắc khi còn hoạt động trong nhóm Momoland. Mỹ nhân sinh năm 1996 sở hữu nét đẹp thanh tú hút mắt người nhìn trong mọi khoảnh khắc. Trước đó, nam diễn viên Lee Min Ho cũng vướng hình hẹn hò với Kim Go Eun, bạn diễn trong Vương Vương Bất Diệt. Thông tin Lee Min Ho đang trong mối quan hệ yêu đương với hậu bối chưa lắng xuống đã xuất hiện tin hẹn hò cùng Yeonu, làm cư dân mạng càng xôn xao. Tuy nhiên, dân tình đã được giải đáp phần nào về chuyện đời tư nam diễn viên 34 tuổi và lời phủ nhận của anh. Mối tình gần nhất được Lee Min Ho công khai là với tình đầu quốc dân Suzy. Cặp trai tài gái sắc nhận được nhiều mến mộ từ phía khán giả nhưng đã được ai nấy đi sau 2 năm hẹn hò. Sau đó, người hâm mộ của cả hai cũng bới lông tìm vết để soi ra hình cặp đôi yêu lại từ đầu, nhưng tới nay người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. Là một diễn viên có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, thông tin Lee Min Ho hẹn hò đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Hiện tại, những câu chuyện liên quan tới Lee Min Ho vẫn được tìm kiếm rầm rầm trên mạng. Bạn có cảm nhận ra sao về điều này? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.